Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Tuấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn vẽ một quả dâu đơn giản bằng bút chì màu nha. Dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị đó là giấy, bút chì màu, một cây bút chì cũng như là một cục gôm. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cây bút chì để phát khung hình cho quả dâu. Thì quả dâu của mình sẽ nằm trong khung hình chữ nhật. Sau đó thì mình sẽ kẻ một cái trục chính giữa để làm cân đối cho quả dâu của mình. Gạch một nét ngang để xác định hai bên nó bằng nhau. Rồi mình sẽ vẽ những đường cong kết nối lại để tạo ra hình dáng của quả dâu. Vậy là mình đã có hình dáng của quả dâu rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vẽ phần cuốn. Mình sẽ vẽ một hình oval, sau đó thì sẽ vẽ những đường xích xắc để tạo phần cuốn. Sau khi hoàn thành thì mình sẽ tiếp tục sử dụng gôm để bôi đi những phần dựng hình và mình sẽ viền lại. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cây bút chì để vẽ những cái phần hạt xung quanh quả dâu. Vậy là quả dâu của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại và thêm một số hạt dâu ở bên trong. Ở phần ngoài thì mình sẽ trang trí xung quanh giống như là những dòng sữa đang bao vây lấy phần trái dâu. Vậy là phần dựng hình quả dâu của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tới phần tô màu. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng màu trắng để nhấn những phần sáng cũng như là tô những phần có màu trắng. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng
những tông màu từ màu vàng cho tới màu cam tới màu đỏ để tô phần trái dâu. Thì mình sẽ tô đầu tiên là màu vàng từ màu nhạt nhất cho tới màu đậm hơn là màu cam, tiếp theo là màu đỏ và kế tiếp là màu đen để nhấn những phần tối. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phần cái cuốn. Cái cuốn của quả dâu này thì sẽ có tông màu từ màu vàng
cho tới màu xanh lá nhạt và màu xanh lá đậm hơn. Và mình sẽ lấy thêm một chút màu đen để nhấn những phần tối cho phần cuốn của chiếc lá này. Sau khi xong phần cuốn, mình chúng ta sẽ tiếp tục tới phần sữa xung quanh. Thì mình sẽ lấy màu xám nhạt tô lên những cái phần sữa để tạo khối cho cái phần sữa xung quanh của quả dâu. Và mình sẽ nhấn từ màu xám nhạt cho tới màu xám đậm cũng như là tới màu đen vào những cái phần tối nhất nha. Mình sẽ sử dụng thêm một chút màu trắng để nhấn thêm những cái phần sáng trên phần sữa. Vậy là bài của mình đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn làm bài thành công. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những clip tiếp theo nha. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.